À, quần quốc tế Nguyễn Lê Thùy Linh ngồi ghế nóng giám khảo Tỏa sáng thiên thần nhí mùa 4. Xuất hiện với vai trò giám khảo chương trình Tỏa sáng thiên thần nhí, Á quân quốc tế Nguyễn Lê Thùy Linh đã chinh phục khán giả với loạt khoảnh khắc thị phạm, nhận xét chuyên nghiệp. Vừa qua, Tỏa sáng thiên thần nhí mùa 4 đã được diễn ra. Đây là sân chơi dành riêng cho các bạn nhỏ có độ tuổi từ 3 đến 17 tuổi. Sân chơi này giúp các em phát triển được năng khiếu cũng như các kỹ năng tiềm ẩn. Mỗi vòng thi các thí sinh sẽ trải qua những thử thách bổ ích và thú vị, từ đó tìm ra được đại diện xuất sắc nhất để chinh chiến trên đấu trường quốc tế tại cuộc thi tài năng thanh thiếu niên toàn cầu diễn ra vào tháng 2 năm 2024 tại Malaysia. Trải qua 4 mùa, Tỏa sáng thiên thần nhí ngày càng được khẳng định được đẳng cấp và sức hút vang dội. Góp sự thành công như ngày hôm nay không thể không nhắc đến thành phần ban giám khảo, những người giàu kinh nghiệm có cái nhìn khách quan và công tâm nhất. Trong mùa này, ban giám khảo bao gồm nghệ sĩ ưu tú Trần Đại Mí trưởng ban giám khảo, doanh nhân Lê Hoa, Hoa hậu du lịch Đông Nam Á Phạm Ngọc Minh Châu, Hoa hậu thể thao Đoàn Thu Thủy, tiến sĩ nhà báo Hoàng Anh Tuấn, đặc biệt có sự góp mặt của Á quân quốc tế Nguyễn Lê Thùy Linh. Mặc dù nhỏ tuổi nhất trong dàn ban giám khảo nhưng Nguyễn Lê Thùy Linh đã dắt lưng cho mình những thành tựu đáng nể. Trong đó phải kể đến giải thưởng quốc tế từ cuộc thi tài năng thanh thiếu niên toàn cầu diễn ra trong năm vừa qua tại Malaysia. Sau nhiều phần thi gay cấn, Minh Châu đã xuất sắc chiến thắng và giành ngôi vị Á quân. Đã có kinh nghiệm cho cuộc thi này, Thùy Linh vô cùng tự tin chia sẻ cũng như đưa ra những lời nhận xét và đánh giá vô cùng khách quan. Chương trình Tỏa sáng thiên thần nhí năm nay với chủ đề Hãy bảo vệ thiên nhiên rừng phòng hộ xung quanh chúng ta đã nhận được đông đảo sự quan tâm của các phụ huynh và thí sinh tham dự.